Đây là 4 khúc 1m2 nha. Đây là 4 khúc 80 phân và đây là 4 khúc 40 phân. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ráp thành khuôn thôi. Hello mọi người nha, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong cái video clip tiếp theo của kênh Kỹ nghệ sắc linh của mình. Thì cái nội dung chính của cái video clip ngày hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người, chúng ta sẽ gắn nhíp nha mọi người. Cách thức làm sao mà mình có thể gắn được một cái nhíp gọi là chuẩn nhất. Thông thường á, thì đối với cái nhíp này có rất là nhiều anh em người ta đã bị lắp ngược, dẫn đến cái việc là khi mà mình chạy á, thì nó không có độ nhúng. Và cái thứ hai nữa là khi bị chạy là mình chở nặng quá liền bị kẹt nhúng của mình luôn, nó ảnh hưởng rất là quan trọng nha mọi người. Trong clip ngày hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn một cách chi tiết để mọi người có thể làm sao có thể lắp được một cái nhíp lên một xe của chúng ta nó chuẩn nhất nha. Rồi thì trên màn hình của tất cả mọi người đây nó chính là cái bộ nhíp của chúng ta. Thì đối với cái nhíp này á, là mình sử dụng một cặp nhíp 4 lá nha mọi người, nhíp 4 lá. Và khi mình mua thì nó sẽ combo sẵn cho mình những thứ như sau. Đó chính là một cặp nhíp nè. Đấy. Rồi hai cái cổ dê, hai cái cổ. Cái này gọi là cái cổ thôi mọi người, coi cổ dê là vậy nha, hai cái cổ đây. Đèn cái nữa là hai cái nè. Rồi hai cái con ốc lông đền và tán. Đấy, mọi người mình lại mình để lung tung quá, nằm ngoài đó hết rồi nha. Rồi hai cái bát bắt như thế này. Rồi bà sẽ cho mình hai cái chữ U như thế này. Đây là riêng cái bộ nhíp của mình nha. Cái này chỉ là cái bộ nhíp của mình thôi. Và khi mình mua combo cả bộ nhíp này với lại cái cốt này nè mọi người. Cốt này của mình là 1m1 nè. Tổng chiều dài nó là 1m1 nè. Là chi phí hết là tầm khoảng 700k rồi. Rồi thì mình sẽ đi vào cái nội dung chính của cái video clip ngày hôm nay luôn nha. Mình không dài dòng nữa. Thì bây giờ mình sẽ cầm và mình ráp lên cái khuôn ngọt này của mình nè. Đấy. Thì nó sẽ nằm như vậy nè mọi người. Đó, mọi người định hình được chưa? Rồi. Trước tiên á thì mình cần phải đo từ đây nè, đo từ đây vô này là 15 phân. Mình làm cái dấu đó mọi người thấy mình làm một cái mực rồi nè. Rồi qua bên này cũng vậy. Đo từ mép ngoài bìa này vô đây 15 phân. Cái này là ở phần đuôi nha mọi người ơi, còn cái phần đầu mình nắm trên nè. Đó mọi người lưu ý cho mình nha. Đó mà đo 15 phân như vậy. Rồi tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta cần phải gõ cái này. Đây cái này đây. Cái U này của mình nè.
lúc mới mua về thì nó không được bóp hai cái đầu này lại như vậy đâu, mình cần phải lấy búa nha. Mình lấy búa mình gõ hai cái đầu cho nó bóp sát như vậy nè, để lát nữa mình lắp vô giống như mọi người nhìn đây nè, cái này nè mình có lắp sẵn rồi. Đó mọi người thấy không, là nó được sát vô như vậy nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy xuống và mình sẽ thao tác để cho mọi người xem nha. Rồi khi mà mình gắn cái bát đầu tiên vô thì cũng khá là đơn giản thôi mọi người ơi, nhưng mà mình lưu ý mọi người là chúng ta sẽ sử dụng cái lỗ thứ hai nha, mọi người đừng có sử dụng lỗ đầu tiên. Lỗ thứ hai như vậy thì nó có thể kẹp được cái nhíp của mình ở chính giữa nè đấy. Và mọi người lưu ý là khi sử dụng con ốc với con tán á, thì mình sử dụng con ốc cho cái đầu ốc dưới nằm phía trong nha, bởi vì khi mình ráp lên á, thì nó sẽ nằm như vậy nè đấy, và cái phần này sẽ đưa ra mặt bên ngoài, còn đầu này thì sẽ nằm phía bên trong, nên là mình đưa cái đầu con ốc vô trong chỗ này cho nó thẩm mỹ một chút xíu. Rồi tiếp theo đến đây đó chính là chúng ta sẽ cần phải gắn cái bát này vô. Rồi mọi người để ý nè, cái bát này á nó sẽ có rất là nhiều hướng để chúng ta gắn, nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà nó chuẩn nhất nha. Khi mà chúng ta cầm cái bát này lên rồi á, mọi người thấy nè, mọi người lý nha, là cái đầu ốc tròn tròn này của chúng ta nè, chúng ta sẽ xoay ra bên ngoài như vậy đó, chúng ta xoay ra bên ngoài như vậy. Và cái mặt này nè, cái mặt phía dưới của cái cò này của mình á, là mình sẽ hàn như vậy đó, là mình sẽ hàn như vậy nha. Mọi người lưu ý là chúng ta sẽ hàn đưa vào trong như vậy, chứ mọi người đừng có xoay ra như vậy, đừng có đưa ra như vậy nha, như vậy là bậy nè, mình phải đưa như vậy nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn vào, rồi mình gắn lên cho mọi người xem. Rồi khi mà mình gắn bát này vô rồi, mọi người nhìn nó có hình thù như vậy nè, phải có hình dù như vậy mới là đúng nha. Đó đó, nó phải có hình thù như vậy nè đó, mọi người thấy chưa, cái này đầu chớp này á sẽ nằm ở phía trên này nha, còn đầu sóng này á thì mình sẽ để ở phía dưới này. Nhưng mà mọi người khi ráp vào á thì mặc định lúc nào á là cái phần mà chúng ta sẽ hàng chết xuống cái khung này của mình nè, hàng xuống cái khung này của mình á, đây nè, cái khung này của mình á là lúc nào cũng phải nằm phía trong nha. Rồi đây giờ mình sẽ cầm và mình kể lên cho mọi người xem. Đó, nó phải có hình thù như vậy nè. Tôi quay kỹ này cho mọi người xem, quan trọng cái chỗ này lắm, cái chỗ này rất là quan trọng nha. Đó. Rồi mọi người nhớ hồi nãy mình nói là từ ngoài này mình đo vô đây là 15 phân không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hàn cái mí này nha, hàn cái mí này. Và trước tiên hàn mí này á thì mình phải định hình xong cái mí này trước đã. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình định hình cho mọi người xem nè. Rồi sau khi mà mình đã định hình lên rồi thì mọi người nhìn nó sẽ có cái hình thù như vậy nha. Đây mình sẽ quay chi tiết ở chỗ này cho mọi người xem. Đấy mọi người nhìn nè. Đó. Và ngay dưới chỗ này. Cái này nãy mọi người nhớ mình nói là mình hàn vô cái sườn không? Đó. Và khi mình hàn á, mọi người lưu ý là phải cho cái đầu này vô trong nha, đừng đưa đầu này ngược ra ngoài là bị ngược đó. Đó, rồi bây giờ cái khung này của mình nó nằm như vậy. Bây giờ mọi người nhìn nè, trên này mình nhúng xuống á là nó sẽ có độ đàn hồi nha. Đây bây giờ sẽ mình ra mình nhúng cho mọi người xem.